Trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng nói quê hương tốt hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Các bạn có thể nghe lời Chúa mỗi ngày với Mục sư Nguyễn Văn Huệ qua Facebook Huệ Nguyễn hay YouTube Mục sư ơi. Các bạn có thể đọc lời Chúa trên website hướngdionline.com. Nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy nhiều điều không thể thấy bằng mắt thường. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật, không hề thay đổi. Đã hứa, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hy vọng các bạn tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa hôm nay. Amen. Quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả. Thân ái kính chào toàn thể ông bà, anh chị em. Hôm nay tôi rất vui được trở lại cùng nói chuyện với ông bà, anh chị em trên diễn đàn này. Tôi suy nghĩ chúng ta hết thảy đang cần lắng nghe lời của Chúa dạy chúng ta để chúng ta có thể sẵn sàng trên cuộc sống cũng như trong cái niềm hy vọng mà mỗi người chúng ta đều có thể có được giữa thế giới này. Mới đây, tôi dự một đám tang của một cụ già tín hữu 92 tuổi. Ông cụ đã qua đời bình an và Hội Thánh đã họp nhau để mà làm lễ an táng cho ông. Cũng mới đây, chưa được một tháng thì tôi có một người bạn có một đứa con mới khoảng 50 tuổi, một phụ nữ rất là thành công trong đời sống, nhưng mà qua đời và làm cho lòng của người mẹ rất là buồn, công việc gian dở. Và ông bạn chim mơ mỗi ngày chúng ta nghe tin tức, nhất là tôi xem YouTube và liên tục phải theo dõi về tình hình chiến sự xảy ra giữa Nga và Ukraine, không biết lúc nào mới chấm dứt. Và mỗi ngày người ta giết nhau và nhiều người chết. Chết là một điều không thể tránh khỏi. Năm nay tôi cũng 75 tuổi rồi và thấy cơ thể yếu và thấy cơ hội không có nhiều để tiếp tục phục vụ. Chính vì vậy mà tôi vẫn cố gắng để hầu chuyện với ông bạn chị em trên radio, trên Facebook và trên Zoom mỗi ngày, mỗi tuần. Và thưa ông bạn chị em, lý do mà tôi muốn trình bày với ông bạn chị em là tôi muốn nhắc lại lý do mà tôi tiếp tục rao giảng tin lành. Thưa ông bạn chị em, đây là điều rất cần cho mọi người, từ cả nước Mỹ lẫn Việt Nam, nhưng mà ít người để ý bởi vì mỗi ngày chúng ta có nghe quá nhiều tin tức. Tuy nhiên hôm nay tôi muốn nói về tin tức tốt lành mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho nhân loại qua Kinh Thánh, qua Hội Thánh của Chúa và qua những cái kinh nghiệm riêng tư của bản thân tôi đối với linh hồn mình. Điều đầu tiên là tôi tin có Đức Chúa Trời. Ông bạn chị em tin có Đức Chúa Trời không? Có nhiều người không tin cho nên nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời. Mình không có liên hệ gì với Chúa và Chúa cũng không liên hệ gì với mình. Mới đây tôi có về Việt Nam và tôi có thấy một cuốn sách, người ta đã viết một sách lịch sử của Việt Nam đó. Nhưng mà tôi rất là ngạc nhiên cho đến ngày hôm nay, trong sách lịch sử người ta bắt đầu bằng câu chuyện rằng 50.000 năm về trước, người vượn đã trở thành người.
50.000 năm về trước, người vượn hay là con vượn nó trở thành người vượn nó trở thành con người. Và đó là niềm tin của những người viết sử ở Việt Nam. Người ta không có tin rằng con người là do Đức Chúa Trời sáng tạo. Người ta chỉ nghĩ con người là tự nhiên mà có, hoặc là từ con khỉ biến thành con vượn biến thành con người. Và đó là lý do mà người ta không có tin đến giá trị của con người. Người ta dám giết nhau một cái thế rất là dễ dàng, gây chiến thường xuyên, coi khinh người khác, bất cần người khác. Thưa ông bà anh chị em, qua lời của Chúa dạy, tôi tin là Đức Chúa Trời có thật và Ngài là đấng dựng nên thế giới này, Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Ngài dựng nên con người và truyền cho con người sanh sôi nảy nở và đi ra để tiếp tục quản trị cái thế giới mà Ngài đã dựng nên. Thưa ông bà anh chị em, tôi tin là Đức Chúa Trời có thật. Và điều thứ hai, tôi tin là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Kinh Thánh mô tả như vậy. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian và Ngài không muốn thế gian hay là thế nhân hay là loài người chịu đau khổ. Đau khổ về bệnh tật, đau khổ về những nỗi đau lòng, đau khổ về sự chết. Đức Chúa Trời muốn chúng ta được sống. Nhưng thưa con bạn chị em, từ tổ phụ của chúng ta đã phạm tội với Chúa, xây lưng với Chúa, khước từ Chúa, phản nghịch với Chúa, cho nên tội lỗi đã vào trong thế gian và đã gây ra biết bao nhiêu thảm họa, biết bao nhiêu sự khó khăn và cuối cùng đối diện với sự chết. Điều thứ ba mà tôi tin đó là Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi mọi người. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật. Lòng của Đức Chúa Trời đối với loài người, đặc biệt Đức Chúa Trời đối với mỗi người chúng ta là yêu thương. Chương trình của Chúa là tốt đẹp. Chương trình của Chúa là muốn giải cứu. Ngài đã quyết định thực hiện cuộc giải cứu nhân loại. Và điều thứ bốn đó là Ngài đã sai con của Ngài, con một của Ngài đến thế gian này để chịu hy sinh, để lấy mạng sống của mình, đổ huyết ra để thay thế, để chết vì nhân loại, để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi. Vì Kinh Thánh nói rằng không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Chính Đức Chúa Trời đã có cái quy định đó và Ngài đã thực hiện cái quy định đó thay thế cho hệ tại chúng ta. Điều thứ tư hoặc là thứ năm là tôi muốn được cứu khỏi ách nô lệ của tội lỗi, nhưng tôi không thể làm được theo sức riêng của mình. Tất cả chúng ta đều cố gắng để thoát ra khỏi tội. Loài người khắp mọi nơi, từ người già đến người trẻ, người giàu đến người nghèo, người có học hay không có học, đều muốn thoát ra khỏi cái ách nô lệ của tội lỗi, bởi vì tội lỗi đã áp đặt trên chúng ta một cái ách, chúng ta gọi là ách nô lệ của tội lỗi. Và không ai trong chúng ta có thể tự cứu mình ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Thứ năm là tôi tin rằng không có một tôn giáo nào, không có một triết lý nào, không có một nỗ lực nào để làm lành lãnh dữ hay là ăn chay hay là ép sát có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời và có thể cứu người ta ra khỏi tội được. Thứ sáu, tôi tin rằng có đời này và có đời sau. Rất nhiều người chỉ thấy đời này mà không thấy đời sau, chỉ thấy chết là hết. Thưa ông bạn chị em, điều thứ bảy tôi muốn nhắc đi nhắc lại đó là tôi tin rằng chết không phải là hết. Nhiều người thì nhắm mắt lại và sống, làm việc và nghĩ rằng chết là hết, tự giả biệt luôn. Chết là mình hết trách nhiệm, chết là mình hết nợ. Thưa ông bạn chị em, điều này chỉ là chúng ta tự lừa dối mình và người khác đang lừa dối chúng ta.
chết là hết. Chúa mà anh chết không phải là hết. Kinh Thánh nói rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Điều này có nghĩa rằng hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước tòa án của Chúa để chịu phán xét. Nếu chúng ta không tìm được, không chọn được giải pháp cứu rỗi của Chúa thì chúng ta sẽ chết và sẽ mất. Kinh Thánh mô tả rằng có sự chết thể xác nhưng mà cũng có sự chết của linh hồn. Kinh Thánh gọi là sự chết đời đời hay là sự sống đời đời. Mỗi người chúng ta đều sẽ đối diện với sự chết. Nghĩa là chúng ta không tiếp tục sống trên trần gian, nhưng mà chúng ta sẽ sống trong một cuộc đời khác, trên một thế giới khác của linh hồn. Kinh Thánh mô tả rằng, tôi gọi là điều thứ bảy, chết trong Chúa là ngủ yên trong Chúa. Kinh Thánh mô tả nhiều lần như vậy. Nhất là những như câu chuyện về ông Lazarus là bạn của Chúa, ông chết. Chúa đã làm cho ông sống lại, nhưng mà Ngài nói rằng bạn ta đang ngủ, ta phải đi đánh thức người. Ông Phaolô nói rằng người chết trong Chúa là người đang ngủ. Và ông nói rằng đối với tôi thì chết là điều tốt hơn cho tôi, bởi vì nó có lợi cho tôi, nhưng mà còn sống là có lợi cho anh chị em. Cho nên tôi không biết phải lựa chọn cái gì, nhờ Chúa lựa chọn mà thôi, sống hay là chết. Đó là thái độ của những người có lòng tin, có hy vọng. Và ông Phaolô nói rằng bây giờ còn có ba điều này: đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Vì vậy, thưa quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời yêu thương và muốn đem đến chúng ta điều tốt lành cho đời sống chúng ta là sự sống đời đời. Ngài ban sự sống đời đời như một món quà cho không. Chúng ta có nhận hay không? Chúng ta không thể trách Đức Chúa Trời, than thở, phàn nàn. Chúng ta hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời, bởi vì Kinh Thánh nói rằng trước hết hãy tìm kiếm đến Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Chúa sẽ cho thêm, Chúa sẽ ban phước, Chúa sẽ ban bình an cho tâm hồn của chúng ta. Và nếu đến lúc Chúa gọi về thiên quốc, chúng ta sẽ được ngủ bình an. Trong cuộc đời này, mỗi lần khi chúng ta đi xa, chẳng hạn như tôi đi Việt Nam hoặc là đi du lịch ở các nước, thì tôi phải chuẩn bị từ cái vé máy bay, chuẩn bị hành lý, chuẩn bị áo quần, rồi liên lạc, rồi lên máy bay, rồi đáp xuống máy bay. Về Việt Nam thì phải chấp nhận rằng thay đổi khí hậu, thay đổi cái thể trạng của chúng ta về ngủ, thì hoặc là ngủ giống như Mỹ hay là ngủ bây giờ ngủ ở Việt Nam, và ngược trở lại thì như tôi về Việt Nam trở lại đây thì cũng mất nhiều ngày mới có thể ổn định lại được đời sống. Thưa ông bà, anh chị em, ai nấy chúng ta đều phải chuẩn bị cho những cuộc đi xa, nhưng mà mỗi người chúng ta cuối cùng rồi có một cuộc đi xa là chúng ta sẽ chết. Chúng ta sẽ đi đâu? Nếu trong những cuộc hành trình đi xa trên trần gian này mà chúng ta phải chuẩn bị, thì tại sao chúng ta lại không chuẩn bị cho cuộc đi xa, rất xa của chúng ta khi chúng ta qua đời? Chết không phải là hết. Chết chúng ta còn phải chịu trách nhiệm khai trình. Khai trình với Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên chúng ta và đang chờ đợi để phán xét chúng ta.
Kinh Thánh cho biết rằng hiện nay là ngày cứu rỗi, hiện nay là thì thuận tiện. Thưa ông bạn chị em, đừng chần chờ nữa, hay là đừng khước từ nữa, đừng bịt tai lại, hãy mở lỗ tai ra, hãy nắm lấy cơ hội. Hôm nay là cơ hội để chúng ta được sự tha tội, cơ hội để chúng ta được sự cứu rỗi. Làm sao để chúng ta được tha tội, làm sao để chúng ta được cứu? Kinh Thánh đã tuyên bố rất đơn giản rằng phàm ai kêu cầu danh Chúa Giêsu thì được cứu rỗi. Đơn giản vậy, giống như người Việt, trời ơi, kêu trời. Nhưng mà người Việt không biết Đức Chúa Trời là ai, cho nên cứ kêu trời mà không được nghe. Nhưng thưa ông bà anh chị em, tôi đề nghị ông bà anh chị em ngồi lại và đọc Kinh Thánh, hay là nghe những lời chia sẻ. Mỗi tuần tôi đều cố gắng để nói với ông bà anh chị em những đề tài khác nhau. Nhưng mà điều quan trọng nhất là mỗi người bảo đảm cho đời sống hiện tại và cho linh hồn của mình, hãy kêu cầu Chúa. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được sự cứu rỗi. Và trong Kinh Thánh cũng có cho chúng ta biết đạo của Chúa là đạo cứu rỗi. Trong sách Roma đoạn 10 có nói rằng đạo của Chúa ở gần chúng ta. Chúng ta không cần phải đi xa, không cần phải chờ đợi. Nhưng nói làm sao đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng của ngươi. Đạo ở trong miệng và trong lòng của ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Thưa ông mạnh cho em, đây là cơ hội. Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận chúng ta khi chúng ta tin. Tin như thế nào? Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn mở miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong khi người Do Thái và người Hy Lạp không có sự phân biệt gì hết. Trong người Mỹ cũng như vì người Việt Nam không có sự phân biệt gì hết. Vì tất cả đều có chung một Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là đấng giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Đơn giản, vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, bàn chân người rao giảng tin lành tốt đẹp biết bao. Thưa ông bà anh chị em, đó là lý do tôi muốn tiếp tục rao giảng tin lành. Bằng chân của người rao giảng tin lành tốt đẹp biết bao. Ông bà anh chị em muốn đón nhận lấy tin lành của Chúa, muốn hiệp tác của chúng tôi để rao giảng tin lành, muốn nhiều người Việt được sự cứu rỗi vì hiểu biết lẽ thật, xin hãy tiếp tục lắng nghe, liên lạc và hiệp tác. Ông bà anh chị em có thể tiếp xúc với tôi qua đặt sang hướng đi là tờ báo mà chúng tôi phát hành mỗi năm xuân hạ thu đông. Và mỗi ngày ông bà anh chị em cũng có thể liên lạc, cũng có thể tìm hiểu qua các nhà thờ và qua Kinh Thánh. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ông bà anh chị em nắm lấy cơ hội để được sự cứu rỗi cho hiện tại và cho tương lai, cho đời này lẫn cả đời sau. Xin kính chúc bình an. Amen. Thank you.
đã đứng ngoài quyền, gió tay Ngài thành bầu trời bao la, bởi tay Chúa nên ngàn trùng đại dương. Giọt mưa rơi đều, hạt sương long lanh, rồi nắng ấm và cây xanh, ngàn mây cao và núi biên, hỏi ai trời là chi? Tôi xin thưa là đứng ngoài quyền, do tay Ngài thành bầu trời bao la, bởi tay Chúa nên ngàn trùng đại dương. Nếu có ai hỏi về danh Thượng Đế, tôi sẽ xin thưa Ngài là Chúa của muôn loài vạn vật, là đấng quay quyền. Dù trù bao la trong sáng diệu hiền, cả thấy bàn tay thiên thượng cương các tầng trời và thắp sáng vàng, vì sao hùng vĩ núi đồi cho lòng nhân loại xôn xao, nghe nhỏ bé qua trước trùng dương băng, rồi những đêm trăng những sáng nắng chiều mưa, ôi thiên nhiên tuyệt vời bởi bàn tay tạo hóa. Phần người cát bụi trong vòng tay của đấng tạo thành, sống giữa thiên nhiên sao quá trọn lành, quyền năng Chúa tràn đầy trên tất cả, xoay chuyển những thiên hà và gìn giữ từng con lá nụ hoa, nhìn ngắm bầu trời mà suy gẫm đến thương ta, làm sao hiểu được hết quyền năng sáng tạo, từng nhịp tim của nhân loài mãi mãi trong sự quan phòng của Thượng Đế quyền. Là tình thương, sự hy sinh chiêu chết thay người, đem cho cuộc đời niềm tin ánh sáng. Chúa cao cả danh Ngài là tình thương. Giọt mưa rơi đều, hạt sương rồi nắng ấm và cây xanh,
ngàn mây cao và núi biên, hỏi ai làm nên có ai biết danh trời là tình thương xưa hy sinh chiêu chết thay người đem cho cuộc đời niềm tin ánh sáng. Chúa cao cả danh Ngài là tình thương. Có ai biết danh trời là tình thương cao cả? Xưa đã vì nhân gian chịu chết trên thập hình thống khổ để cứu. Ngài vào cõi thế thượng đế vào đời để cứu nhân gian. Biết bao cuộc đời đã đổi mới, đau khổ không còn và hy vọng đã bừng lên. Tình thương đáng cho hận thù dần tan biến, cho nước mắt thôi rơi cho nhân ai ngập tâm hồn. Sống trên thế gian đầy đau thương, trong cô đơn và chiến tranh đầy, muốn linh hồn tìm nơi nương náu, có ai biết danh Ngài là bình an? Sự bình an của trời thật là đầy trọn, trong cánh tay cha ta sẽ sống an bình. Nếu giữa khi sống cả thét gầm và bão tố, thì hãy mời Ngài bước vào con thuyền của đời ta. Quyền năng nhân ái an bình ấy danh thường để cho nghìn đời sau. Thương đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, thương đi tôi chọn xuôi. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Hãy cùng đi với tôi và chân chờ chi nữa.